Hello, xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái dạng bài số 5 của cái phần giới hạn dãy số, đó chính là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. Vậy thì trước khi mà chúng ta tìm hiểu về tổng của cấp số nhân lùi vô hạn thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái cấp số nhân lùi vô hạn nó là cái gì, được chưa? Ở đây chúng ta sẽ nói về cái lý thuyết đó là cấp số nhân lùi vô hạn. Thầy lấy ví dụ nhé. Thầy cho một cái cấp số nhân. Và cái cấp số nhân này là 1, 1 phần 2, 1 phần 4, 1 phần 8, chấm 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 đến vân vân. Ở đây thì em sẽ thấy cái cấp số nhân này của em, các cái số hạng của nó sẽ càng lúc càng bé, càng lúc càng bé, càng lúc càng giảm dần, và nó sẽ giảm cho đến mãi mãi, không bao giờ kết thúc, không bao giờ dừng lại. Thì một cái cấp số nhân như thế này nó sẽ được gọi là một cái cấp số nhân lùi vô hạn. Vậy cái tính chất gì để đảm bảo được một cái cấp số nhân là cấp số nhân lùi vô hạn? Thì chúng ta sẽ hiểu là cái cấp số nhân lùi vô hạn nó có một cái đặc điểm tính chất như sau. Cấp số nhân lùi vô hạn nó sẽ là một cái cấp số nhân, nhưng nó sẽ có cái công bội quy thỏa mãn là trị tuyệt đối của quy bé hơn 1. Thì tất cả những cái cấp số nhân mà nó có công bội mang cái trị tuyệt đối bé hơn 1 thì nó đều là cái cấp số nhân lùi vô hạn hết. Vậy thì cái tổng của cái cấp số nhân lùi vô hạn này sẽ được tính như thế này. Đó là U1 cộng U2 cộng chấm chấm cộng UN cộng chấm chấm. Tức là nó sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ kết thúc. Được chưa? Thì nó gọi là lùi vô hạn. Và cái tổng này sẽ được tính bằng U1 chia cho 1 trừ quy. Và các em nhớ cái công thức này giúp thầy. Vậy thì bây giờ mình sẽ dùng cái công thức này để mình áp vào trong một số những cái ví dụ mà thầy đưa ra, bao gồm là cả đại số và cả hình học, và chúng ta sẽ làm rất là nhanh nhá. Ok, chúng ta sẽ đến với cái ví dụ số 9, các em theo dõi. Ví dụ 9. Tổng. Đây rồi, em nhìn này, em nhìn cái tổng này không? Em nhìn cái tổng này không? Đây bản chất là tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn. Và cái cấp số nhân này nó có cái gì? Nó có cái U1 là bằng 1. Và nó có Q trong trường hợp này nó bằng 1 phần 2. Đúng không? Như vậy dễ dàng em hoàn toàn có thể tính được tổng S là bằng U1 chia cho 1 trừ Q. Và tất nhiên câu chuyện kết thúc rồi. Kết quả là bằng 2. Đó. Như vậy nếu mà chúng ta cứ đi tính những cái tổng như này thì quả thực cái vấn đề nó được giải quyết hết sức là đơn giản, đúng không nào? Vậy thì bây giờ mình sẽ tăng cái độ khó lên một chút thông qua một số cái bài hình học nhé. Nào, các em tập trung này. Ví dụ số 10 này. Từ hình vuông có cạnh bằng 1. Người ta nối các trung điểm của các cạnh hình vuông để tạo ra hình vuông mới như hình vẽ. Tiếp tục quá trình này đến vô hạn. Tính tổng diện tích của tất cả các hình vuông được tạo thành. Như vậy bây giờ chúng ta muốn tính tổng tất cả các hình vuông. Chúng ta sẽ thử xem là tất cả những cái diện tích này nó có cái đặc điểm tính chất gì không? Vậy để biết được cái đặc điểm tính chất của nó thì chúng ta nên tính khoảng 3 cái diện tích ra thì chúng ta sẽ biết được cái đặc điểm tính chất của nó. Các em hiểu vấn đề không? Thế thì ở đây chúng ta hiểu rằng là S1 thì nó sẽ bằng cạnh của hình vuông thứ nhất bình phương, đúng không? Tức là bằng một bình và nó bằng 1. S2 là gì? Nó chính là cạnh của hình vuông thứ hai. Và em nhìn đây chính là cạnh của hình vuông thứ hai.
Đây là cạnh của hình vuông thứ hai, được chưa? Và cái cạnh này là bằng bao nhiêu? À, rất là dễ để phát hiện thôi. Đây là cạnh 1 đúng không? Vậy đây sẽ là 1/2. Đây sẽ là 1/2 và chúng ta có thể dùng Pythagore. Em tính giúp thầy Pythagore, có lẽ ai cũng biết đúng không? Căn của 1/2 bình phương cộng 1/2 bình phương. Như vậy cạnh của hình vuông thứ hai nó chính là căn 2 trên 2. Căn 2 trên 2 bình phương. Như vậy cái này thì nó sẽ là 2/4, tức là 1/2. Chúng ta sẽ nói về diện tích 3 nào. Em nhìn diện tích 3. Nó sẽ bằng cạnh của hình vuông thứ 3 bình phương. Và cái cạnh này, em nhìn cạnh này. Bản thân cái cạnh này nó có phải bằng một nửa của hình vuông ban đầu không? Em nhìn mà xem, đúng không? Như vậy cái cạnh này nó chính là 1/2 bình phương. Và nó sẽ là 1/4. Như vậy cái này chính là 1/2 bình. Vậy cứ như thế, em biết S4 sẽ là gì không? 1/2 mũ 3 chấm 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 SN 1/2 mũ N chứ 1. Đúng không? S2 thì là mũ 1, S3 thì là mũ 2, S4 là mũ 3. Vậy SN thì là N trừ 1 và cứ như thế, cứ như thế, cứ như thế. Vậy đến đây chúng ta hiểu là tổng diện tích sẽ bằng S1 cộng S2 cộng chấm 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 cộng SN cộng chấm 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 và nó sẽ bằng S1 tức là U1 chia cho 1 chữ Q. Và khi mà chúng ta nhìn tất cả những cái diện tích này, chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện ra được đó là cái Q của mình trong trường hợp này nó chính là bằng 1 phần gì ạ? 1/2 đúng không? Rồi, như vậy kết quả ở đây của chúng ta là bằng 2. Ok cho cái bài diện tích này nhá. Rất là đơn giản đúng không nào? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái ví dụ số 11. Ví dụ số 11 có nội dung như sau. Từ hình vuông có cạnh bằng 1. Người ta nối các trung điểm để tạo ra các hình vuông mới. Sau đó tô màu cho các tam giác như hình vẽ. Và người ta hỏi là tính tổng diện tích của tất cả các tam giác được tô màu. Wow. Ok. Hình vuông có cạnh bằng 1. Vậy các cái tam giác này nó sẽ là một góc của cái hình vuông đúng không? Mỗi một tam giác sẽ là một góc của cái hình vuông. Và cứ như thế chúng ta thấy nó đi từ ngoài vào trong. Đó. Và cứ như vậy cho đến mãi mãi đúng không? Vậy thì bây giờ tất cả những cái diện tích này sẽ được tính như nào? Trước tiên em phải tính được cái diện tích S1. S1 đây của em là bao nhiêu? Cái cạnh này là 1/2. Cạnh này là 1/2. Và đây là góc vuông. Vậy diện tích tam giác thì bằng 1/2 tích hai cạnh góc vuông đúng không? Và nó sẽ bằng 1/8. Như vậy đây là diện tích S1. Thế diện tích S2 sẽ là gì? À bây giờ chúng ta lại phải tìm hiểu xem là cái cạnh này là bao nhiêu đúng không? Đấy. Và tam giác này cũng vuông luôn. Dễ thôi nhỉ. Dễ thôi. Ở đây chúng ta có là cái cạnh của cái tam giác thứ hai này này. Nó sẽ bằng một nửa cái cạnh huyền này đúng không? Mà cái cạnh huyền này là bao nhiêu? Căn 2 trên 2. Chúng ta vừa tính xong ở bài toán trước. 1/4 cộng 1/4. Đúng không? Là 2/4 căn 2 trên 2. Vậy thì cái cạnh của cái tam giác này nó chính là căn 2 trên 4. Vậy diện tích S2 sẽ là 1/2 nhân căn 2 trên 4.
nhân căn 2 trên 4. Và kết quả của chúng ta chính là 1 phần 16. Tiếp tục đến tam giác thứ 3. Tam giác thứ 3 là một cái tam giác mà nó có cái cạnh là bằng nửa cái cạnh huyền của cái tam giác thứ 2, đúng không? Cạnh huyền của tam giác thứ 2 là bao nhiêu đây? Đó là căn của gì các em? Căn 2 trên 4 bình phương, đúng không? Căn 2 trên 4 bình cộng căn 2 trên 4 bình phương. Như vậy là cái cạnh huyền này nó sẽ là 1 phần 2. 1 phần 2 chia 2 thì sẽ là 1 phần 4. Như vậy cạnh này sẽ là 1 phần 4. Vậy diện tích S3 là 1 phần 2 nhân 1 phần 4 nhân 1 phần 4, và kết quả bằng 1 phần 32. Như vậy cứ như thế chúng ta sẽ thấy đây là 1 phần 8 nhé. Đây là 1 phần 8. Đây là gì? Đây là 1 phần 8 nhân 1 phần 2. Đây là 1 phần 8 nhân 1 phần 2 bình, đúng không? Vậy cứ như vậy thì SN bản chất nó chính là 1 phần 8 nhân 1 phần 2 mũ N trừ 1. Được chưa? Ok, như vậy từ đây chúng ta sẽ tính được tổng của cái này. Và bản thân tổng của cái này chính là gì? Cấp số nhân lùi vô hạn với công bội quy bằng 1 phần 2, đúng không? Chúng ta có S bằng 1 phần 8 cộng 1 phần 8 nhân 1 phần 2, hay tức là gì? 1 phần 8 nhân 1 phần 2 cộng 1 phần 8 nhân 1 phần 2 bình cộng chấm 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 cộng 1 phần 8 nhân 1 phần 2 mũ n trừ 1 cộng chấm chấm chấm. Ở đây em có thể tính ngay được cái tổng này nó sẽ bằng U1 là 1 phần 8 và chia cho 1 trừ quy, tức là 1 trừ 1 phần 2. Và kết quả của mình nó là bao nhiêu đây? À, kết quả của mình nó là 2 phần 8, tức là 1 phần 4. Được chưa? Ok, rất là đơn giản, đúng không? Thế thôi, câu chuyện nó có gì đâu các em. Rồi, tốt nhá. Tốt. Rồi, thế bây giờ nó có một cái điều rất là hay, rất là tuyệt vời như sau này, các em hiểu này. Các em nhìn cái bài toán trước không? Các em nhìn bài toán trước không? Tất cả hình vuông này, tổng tất cả hình vuông là bằng mấy? Bằng 2. Thế bây giờ em nhìn một cái tam giác. Em nhìn một cái tam giác này. Bản thân cái tam giác này này, nó có diện tích là bằng 1 phần 8 của hình vuông. Tại sao lại vậy biết không? Tại vì bây giờ em chia này, thì em được 8 cái tam giác bằng nhau. Vậy một cái tam giác này nó có diện tích là 1 phần 8 của hình vuông, đúng không? Vậy tổng tất cả các tam giác cũng chính là tổng là 1 phần 8 tổng diện tích của hình vuông. Và tất nhiên rồi, 2 chia 8, 1 phần 4. Đấy, thế thôi, rất là đơn giản, đúng không? Rất là dễ. Đấy, có gì đâu. Tiếp tục nha. Chúng ta sẽ đến với ví dụ tiếp theo nhé. Ví dụ số 12 nào. Cho tam giác đều với cạnh là bằng A. Tam giác H1 là tam giác to, nối các trung điểm để tạo thành tam giác H2. Nối các trung điểm để tạo thành tam giác H3. Cứ như vậy, tính tổng diện tích của các tam giác được tạo thành. À, như vậy, em hiểu là đây là tam giác, là tam giác đều. Tam giác đều thì góc ở đỉnh là 60 độ, đúng không? Vậy thì diện tích nó sẽ bằng 1 phần 2 tích hai cạnh nhân sin góc xen giữa. Và tất nhiên rồi, nó là căn 3 A bình chia cho 4. Tiếp tục S2. Em nhìn nhá. Cạnh của tam giác 2 đây, thì cái cạnh này nó chính là bằng một nửa cạnh này, đúng không?
Vậy cạnh này nó là A trên 2. Thế nhưng mà cái tam giác này nó vẫn là tam giác đều, đúng không? Vậy diện tích của nó lại là bằng 1 phần 2 tích hai cạnh nhân sin góc xen giữa. Và nó bằng bao nhiêu đây? Căn 3 trên 8 A bình phương. Tiếp tục S3 thì tam giác S3 nó lại có cạnh bằng một nửa cạnh thứ hai. Cái này là A trên 2 đúng không? Như vậy cái cạnh này nó sẽ là A trên 4, được chưa? A trên 4. Đấy, rất là dễ suy luận thôi. Như vậy nó là 1 phần 2 A trên 4 nhân A trên 4 nhân sin 60 độ. Và kết quả đây nó là bao nhiêu? Sin 60. Đây nhá. À sorry em, chỗ này thầy tính sai này. Cái sin 60 này là căn 3 trên 2, vậy 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2, đây là 1 phần 16 nhá. 16, được chưa? Đó, như vậy bây giờ nó sẽ thành là gì đây các em? 1 phần 2 nhân 1 phần 4 nhân 1 phần 4 và nhân tiếp với căn 3 trên 2. Và nó sẽ là 1 phần 64. Được chưa? À, như vậy chúng ta có thể thấy là tất cả những cái diện tích này nó sẽ lập thành một cái cấp số nhân. Và cấp số nhân này nó có quy bằng 1 phần 4. Vậy tổng diện tích S1 cộng S2 cộng chấm 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 cộng SN cộng chấm 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 nó sẽ bằng U1 tức là căn 3 A bình trên 4 chia cho 1 trừ quy. Và từ đây em tính kết quả nhá. Rồi, căn 3 trên 4 nào, căn 3 trên 4 nào. Chia cho 1 trừ 1 phần 4 tức là chia 3 phần 4. Và kết quả bằng căn 3 trên 3 A bình. Xong chưa? Ok nhá, rất là đơn giản đúng không nào? Rồi, như vậy thì đấy là một vài những bài toán hình học mà sử dụng tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. Thế bây giờ cái loại này nó sẽ còn một cái loại bài toán nữa. Đó là đây, các em theo dõi này. Tức là người ta yêu cầu chúng ta là à, em hãy viết một cái số thập phân vô hạn tuần hoàn viết lại dưới dạng phân số. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai phương án. Phương án thứ nhất đó là em bấm máy. Thầy sẽ hướng dẫn em bấm máy nhé. Em thấy đây là số 3,666 đúng không? Và nó sẽ là vô hạn nhưng nó tuần hoàn 6666 đúng không? Vậy em bấm như này này. Cả lớp tập trung này, thầy sẽ chỉ này. Thực ra cái phần này các em nên bấm máy tính cho nhanh nếu mà trắc nghiệm nhé. Còn chẳng qua mà thầy dạy vào đây ấy, đó là thầy lo là bài kiểm tra học kỳ mà nó có một câu về tự luận thì sao? Đấy, đấy chính là cái vấn đề thôi. Tức là một câu tự luận rất là đơn giản, người ta cho 0,5 điểm. Ví dụ câu 2 0,5 điểm, xong người ta cho ý này, xong người ta cho một ý nữa là tính giới hạn chẳng hạn. Đấy, thì đây là những cái điều mà các em cần phải biết, đúng không? Trước tiên các em biết bấm máy để các em áp dụng trong trắc nghiệm đã nhá. Đầu tiên các em nhập là 3,6 đúng không? Các em sẽ nhập 3 này, phẩy này. Các em sẽ nhập 3 phẩy này. Thế bây giờ các em sẽ ấn cho thầy cái nút này, alpha này. Và cái dấu căn này để nó xuất hiện cái đóng mở ngoặc này này. Tức là các em hiểu là như này. Ở trong cái máy tính ấy thì nó sẽ viết cái số vô hạn tuần hoàn dạng là vô hạn là 6 đúng không? Phẩy 6 đúng không? Thì nó sẽ viết như này. Đấy. Nó viết như này. Thì đây. Chúng ta muốn có cái dấu ngoặc này này, nó không phải là cái đóng mở ngoặc này đâu nhá. Nó không phải là đóng mở ngoặc này đâu. Đây, không phải cái này đâu. Đấy. Cái này thì em đóng mở ngoặc như này thì nó sẽ hiểu là 3 nhân 6 là bằng 18. Đấy, nó không phải là cái này nhá. Thế em muốn có cái này đúng không? Thì nó sẽ ở alpha này. Alpha này. Dấu căn này. Đây này. Em nhìn thấy cái màu đỏ này không? Đó. Em nhìn thấy màu đỏ này không? Đây này. Cái màu đỏ này. Đó. Rồi. Như vậy đây. Em nhập 6 vào. Em bằng phát 11 phần 3 luôn. Rất dễ đúng không?
Thế nhưng mà làm tự luận thì làm như nào? Thì đây, em sẽ hiểu cách làm tự luận nhé. Cái A của em ấy, nó sẽ bằng 3,666 này, chấm chấm này, thì nó sẽ bằng 3 cộng với cả 0,666 chấm chấm, đúng không? Thế cái này nó sẽ bằng là 3 cộng 0,6 đúng không? 0,6. 0,6 cộng gì nữa? 0,06. Đúng không? Cộng gì nữa? 0,006 cộng chấm 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 mãi mãi. Em có đồng ý điều này không? Em thử cộng lại mà xem. Em thử cộng lại mà xem. 0,6 cộng 0,006 cộng 0,0006. Đấy. Em thấy không? À đâu, thừa ra mất một số rồi. Đây, thừa ra mất một số rồi. Đấy, thừa này. Em thấy không? Đấy. Em hiểu chưa? Tức là mình cứ dịch nó một một hàng. Dịch nó một hàng thì nó cộng lại với nhau thì cái số này là 0 này, cái số 6 này nó sẽ bù vào đây này. Cái số 6 này nó sẽ bù vào đây này. Đó, cứ như thế, cứ như thế. Vậy thì lúc này em sẽ thấy là à, cái này này nó chính là 3 giữ nguyên này. 0,6 tức là gì? Là 6 nhân 1 phần 10. 0,006 là gì? Là 6 nhân 1 phần 100. Mà 100 thì là 10 bình. Cái này là gì? 6 nhân 1 phần 1.000 tức là 10 mũ 3. Và cứ như thế. Thì ở đây nó sẽ bằng 3 cộng với 6. Bên trong nó sẽ là 1 phần 10 cộng 1 phần 10 bình cộng chấm chấm 1 phần 10 mũ 3 cộng chấm chấm. Thì em sẽ thấy là đây bản chất nó lại chính là tổng của một cái cấp số nhân lùi vô hạn với quy là bằng 1 phần 10. Đấy là em làm tự luận em làm này. Thế bản chất cái này chính là 3 cộng với 6 nhân với gì? U1. U1 là 1 phần 10 chia cho 1 trừ quy. Ở đây nó sẽ là 3 cộng với 6. Em tính con số này nhá. Em tính con này. 1 phần 10 chia cho 1 trừ 1 phần 10. Tức là còn 9 phần 10 đúng không? Đấy em thấy là 1 phần 9. Như vậy nó sẽ là 3 cộng với cả 2 phần 3. Vậy 3 nhân 3 là 9 cộng 2 là 11. Rồi ôi. Thế thôi đúng không? Thầy dạy một cái hiểu luôn rồi. Hay quá. Tiếp tục nhá, làm một câu nữa đi. Nào, nhìn câu này. Viết dưới dạng phân số. Đấy, em thấy không? 3,23 23 23. Cứ như thế, cứ như thế, cứ như thế. Thì đây. 3, vô hạn tuần hoàn đúng không? 23 bằng 320/99. Em nhìn không? Đấy. 320/99. Rồi, bây giờ mình tính ngược lại xem có đúng hay sai nhá. Nào, mình làm tay nhá. A bằng 3, em tách phần nguyên ra. Em cộng 0,2323 23. Bây giờ em tách nó ra này, tách nó ra này. 0,23 đúng không? 0,23 cộng. Lúc này thì cái này nó chiếm mấy hàng rồi? Nó chiếm hai hàng. Vậy thì cái con 23 này này nó sẽ là 0,0023. Đúng không? Nhìn thử mà xem. Đấy. Bấm thử mà xem. Được chưa? Đấy. Thế xong cộng con sau là gì? À con sau thì nó lại con sau này nó lại là 4 số 0 đằng trước. Và cứ như thế, cứ như thế, đúng không? Vĩnh viễn. Như vậy nó sẽ là 3. Cái con 0,23 này này
thực chất chính là 23 phần 100. Cái con 0,23 này này. Đây, cái con 0,23 này. Đó chính là 23 phần 100, đúng không? Đấy. Thế còn cái con 0,0023 này này. Thì nó chính là 23 phần 10.000. Tức là 4 số 0 này. Đấy, được chưa? Đấy. Như vậy đây chính là 23 phần 100, đúng không? Đó. Thế cái con kia sẽ là 23 phần 10.000, đúng không? Mà 10.000 chính là 100 bình. Cái con này sẽ là 23 phần đôi 46, tức là 10 mũ 6. 6 số 0, đúng không? Đây 100 bình nhá, sorry em nhá. Đây 100 bình nhá, 100 bình. Đấy. Thế 100 bình thì cái con này sẽ là 6 số 0. 6 số 0 và 6 số 0 chính là 100 mũ gì? Mũ 3. Và cứ như thế. Thế này nó sẽ là 3 cộng với 23. Bên trong nó sẽ là 1 phần 100. Cộng 1 phần 100 bình phương. 1 phần 100 mũ 3. Thì đây chính là tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn. Và cái này nó có quy bằng 1 phần 100. Được chưa? Ok, như vậy cái tổng này sao? U1 chia 1 trừ quy. Bấm nhá. Nào, bấm đi. 1 phần 100 chia cho, cái này là 99 phần 100, đúng không? 1 phần 99. Và nó sẽ bằng 3 cộng 23 phần 99. Quy đồng thôi, nhà quy đồng thôi. Quy đồng thôi. 3 nhân 99 cộng 23, 320 phần 99. Quá chuẩn, quá đẹp, quá ok. Như vậy, toàn bộ nội dung tất tần tật về giới hạn dãy số thầy đã dạy full cho tất cả các em rồi. Hy vọng rằng là các em sẽ làm tốt, thật tốt. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đến với giới hạn của hàm số nhé.